Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục hỏi đáp cùng đúng nó tốt. Và hôm nay là số thứ 16 rồi, có phải là lâu lắm rồi chúng mình mới gặp nhau đúng không nào? Tuần qua thì anh Đúng có thấy là rất ít các bạn gửi câu hỏi để đến chương trình không? Đúng rồi, dạo này mình thấy không hiểu sao là các bạn không hiểu là các bạn lười gửi câu hỏi cho chương trình hay sao, hay là sợ chúng tôi không đủ khả năng để trả lời các câu hỏi của các bạn. Các bạn hãy đừng ngần ngại nhé, các bạn có câu hỏi gì các bạn hãy gửi ngay về kênh YouTube của Đúng Là Tốt để bên mình sẽ lọc những câu hỏi hay những câu hỏi mà đang hot hit hiện nay thì bọn mình sẽ lên số để giải đáp cho các bạn. Không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng mình hãy đến với số hỏi đáp thứ 16 cùng Đúng Là Tốt nhé. Vâng, và mở đầu cho số hỏi đáp thứ 16 là câu hỏi của bạn Lê Đạt. Bạn có hỏi là laptop Dell Inspiron L3505R3, 3250U, RAM 8GB, SSD 256 và màn 15.6 inch. Bạn ấy muốn nâng cấp con chip R3 đấy, 3250U lên R5, 5600X thì có được không anh? Và muốn hỏi thêm là bạn ấy học marketing và chạy quảng cáo Photoshop thì cái cấu hình trên có ổn không? Laptop thì sẽ không nâng cấp được CPU đâu bạn nhé. Cho nên là khi mà bạn mua thì bạn cân đối, bạn nên chọn luôn cái bạn cố lên một tí, bạn mua cái option Ryzen 5 3450U ấy, thì cái cấu hình đấy nó sẽ đáp ứng tốt cái nhu cầu công việc của bạn. Em nhớ là những đời trước thì như những năm 2010 thì laptop vẫn có thể thay thế lên một chút được. Đúng rồi, những đời 2009 thôi, 2009, 2010, 2011, 2012 là sẽ nâng cấp được. Câu hỏi tiếp theo của bạn Lê Trần Trung Hiếu. Em là sinh viên kỹ thuật xây dựng, nên có xài chiếc Lenovo IdeaPad Gaming 3 bản 2021, chip R5, 5600H, card đồ họa 3060 không ạ? Ý bạn là bạn học xây dựng thì xây dựng đấy là... cũng được bạn ạ. Cấu hình đấy đáp ứng cho bạn công việc, chắc chắn là bạn xây dựng thì liên quan đến AutoCAD này hoặc là 3D Max, SketchUp các thứ thì cấu hình trên thì đáp ứng thoải mái, đúng không? 3060 6GB thì đúng rồi. Mạnh cả nó quá mạnh rồi. Bạn Nhật Phạm, chiếc HP Victus 16 có bản chip Intel làm đồ họa 2-3D có ngon không? Nếu mà làm đồ họa thì lựa chọn cái bản mà cấu hình chip Intel thì quá ngon luôn. Hiện tại thì như bên shop thì về được cái bản i5 bạn nhé, i5-11400H thì với cái cấu hình đấy thì nó khi mà bạn sử dụng đồ họa 2D, 3D nó đều rất là ngon. Mình cũng chưa có cơ, anh em mình cũng không kịp làm nên số để test cái hiệu năng chip này. Nhưng mà ngon mà. Bạn Tô Bá Đông Hải thì có câu hỏi là Dell Inspiron 5410 có chiến được FIFA Online 4 không ạ? Quá ngon luôn, thoải mái bạn. Nên RAM 16 thì vô tư luôn. Có điều kiện nâng cấp RAM 16 thì lại vô tư luôn. Bạn Đức Việt Nguyễn, anh tư vấn cho em vài mẫu laptop trên dưới 20 triệu chưa PET 2021 được không ạ? PET 2021 thì chắc là trên dưới 20 triệu thì có mấy mẫu máy như Asus Q408 này, Dell 5510, 5410, 5515. Còn nếu mà bạn thiên về dòng game thì 20 triệu thì bây giờ chỉ mua được là gaming cũ thôi. Nhưng mà trong các cái mẫu máy anh đưa ra thì em thấy nó có Q408 là ổn nhất vì có card rời. Đúng rồi, Q408 nó có option card rời nhé. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hùng Trịnh. NSI Modern 15 A11MU678VN với con Asus VivoBook A515EA chiếc nào ngon hơn ạ? Hai mẫu máy này, MSI và Asus thì cấu hình nó tương đương nhau rồi. Nếu bạn thích cái sự cá tính độc lạ thì bạn mua của MSI, còn thích sự quyến rũ thời trang thì mua của Asus bạn nhé. MSI thì có một cái thiết kế nó hơi độc lạ tí. Độc lạ một chút. Bạn Hùng cũng có hỏi, shop cho em hỏi giữa IdeaPad Gaming bản R5 5600, RAM 8GB, SSD 256, VGA 3060 6GB và TUT và Asus TUT Gaming i5-11260H, RAM 8GB, SSD 512 và card chỉ là 3050T 4GB thôi, thì chiếc nào tốt hơn về giá thành và hiệu năng làm việc? Bạn không chơi game anh ạ? Không chơi game à? Không chơi game thì nếu mà bạn chuyên về làm việc thì mình nghĩ là cái tư vấn cho bạn là bạn nên mua con TOS. Thì mình thấy là bên mình đã từng trải nghiệm cái sản phẩm TOS rồi, cũng trải nghiệm Lenovo Gaming 3 rồi, thì mình thấy rằng là cái TOS trên phiên bản Vega 3050 ấy, hiệu năng nó rất là ngon, kể cả cho game, kể cả cho công việc.
Còn cái bản RTX 3060 trên bên Lenovo ấy, thì chúng ta phải nâng cấp cái RAM lên nữa thì nó mới có hiệu năng tốt được. Đấy, thì nếu mà bạn không thiên về công việc, không thiên về game mà thiên về công việc thì bạn chọn TUF, bởi vì là cái TUF giá thành nó sẽ rẻ hơn Lenovo bản 3060 thì bạn nhé. Vâng, thì Asus thì nó đã sẵn là SSD 512 rồi. Đúng rồi. Là cũng hơn về khả năng lưu trữ dữ liệu. Đúng rồi. RAM hơi kém một chút, à card đồ họa hơi kém một chút nhưng không vấn đề gì. Bạn làm việc theo em như em nghĩ thì một số anh em ấy thích mua máy game chỉ làm việc văn phòng thôi. Làm việc thoải mái. Bên web thì làm việc thoải mái luôn. Vâng. Bạn Thành Trần có hỏi sao con IdeaPad Gaming 3 bản card 3050 lại có HDD và con bản 3060 lại không có. Có nghĩa là hai con đều ý chắc ý bạn là vỏ giống nhau rồi. À, có thiết khả năng kế. Nâng cấp đúng không? Rồi, cái khả năng nâng cấp khác. Ở cái video mà chúng mình bên đúng laptop đầu hộp thì hai cái bản đấy thì bản 3050 thì nâng cấp được. Bởi vì là cái bản 3050 ấy, hãng sản xuất người ta sẽ thu gọn quả pin lại thì nó có diện tích để nâng cấp HDD. Còn cái bản 3060 thì pin nó dung lượng nó cao hơn, nó sẽ to hơn, nó chiếm hết cái phần nâng cấp. Đấy, cho nên là giữa hai bản đấy thì một bản nâng cấp được, một bản không. Như bản 3050 thì em nghĩ là do cả cái khả năng tiêu thụ điện năng của con 3050 nó cũng không nhiều bằng 3060. Đúng rồi. Nên họ thoải mái để pin. Chính xác. À, bạn Phong Nguyễn có hỏi, em mới mua chiếc Dell Inspiron 3505 15 cũ, không biết con này chơi GTA 5 được không ạ? Mà với cấu hình gì thì chơi được tự game đấy. 3050 mà chơi GTA 5 mình nghĩ là nó quá sức, bạn nên cân đối, đầu tư ra sản phẩm khác. Theo em nghĩ thì là không chơi được luôn. Đúng rồi. Tại vì GTA 5 nó đòi hỏi cấu hình phải có cả đồ họa rồi. Và chip nó từ đời i5 đầu 6 đầu 7 lên bắt đầu cảm họa rồi. Nói chung là tựa game này để mà bạn tựa game này để chơi ngon được, bạn phải chọn dòng máy gaming. Ít nhất phải từ gaming trở lên. Chứ này chỉ là văn phòng đã. Văn phòng thôi. Bạn Phan Huy Hoàng A12A5 có hỏi máy Dell Inspiron 3505 em mua thường xuyên hoạt động mắc công suất ở tác vụ bình thường có phải là lỗi không ạ? Chứ 3505 rất nhiều anh em hỏi. Quạt quay mắc công suất. Mắc công suất. Bạn thử kiểm tra xem là lúc khi mà bạn dùng những cái phần mềm cơ bản của bạn nó có đủ nặng hay không. Ví dụ bình thường nhiều người mở khoảng 5-6 tab Chrome, nhưng mà toàn là những cái tab Chrome nặng về dữ liệu thì đương nhiên là quạt nó sẽ quay liên tục rồi và nó quay to. Nếu mà trong cái trường hợp mà bạn quay mà thấy rằng là máy nó chậm hay bị lag hay bị giật thì đấy là có thể là bị vấn đề về máy. Còn nếu mà chạy quạt nó quay to mà nó vẫn hoạt động bình thường thì đấy là điều hoàn toàn bình thường bạn nhé, không có vấn đề gì phải lo lắng cả. Đôi khi là có thể do bạn cài một số phần mềm ấy, crack xong nó lại cài thêm, có nghĩa là những cái crack đấy nó yêu cầu mình cài một số cái phần mềm chạy ngầm. Đúng rồi, có. Nên là mình không có những trường hợp đấy. Đúng rồi. Đấy. Nên mình anh bạn có thể vào lọc xem là có những phần mềm là đang chạy ngầm khi mình sử dụng không và tắt nó đi. Đúng rồi. Vậy là nó cũng có thể là một vài nguyên nhân như thế. Bạn tiếp theo đã có câu hỏi là bạn Hưng Nguyễn Trần, bạn hỏi là MacBook Air 2020 cài hệ điều hành Win10 chạy có ổn không ạ? Em thích máy Mac nhưng lại không thích hệ điều hành Mac OS cho lắm. MacBook mà cài Win thì nó giống nhiều tiểu thư mà bắt đi làm ruộng, như thế nó sẽ hơi tù cho con MacBook bạn nhé. Cài thì vẫn cài được, dùng vẫn dùng được, nhưng mà MacBook người ta đưa ra là cái tiêu chuẩn người ta dùng hệ điều hành Mac OS là chuẩn nhất. Nhà Apple thì bao giờ cũng là dạng đóng rồi. Đúng rồi. Họ không muốn người khác sử dụng những cái gì trên phần cứng của họ mới. Chính xác. Nên nó sẽ khó. Nếu bạn thích MacBook thì bạn có thể, dáng của MacBook thì bạn có thể chuyển sang như Dell XPS. Có rất nhiều mẫu máy ở bên Win có cái thiết kế đẹp mà có thể đánh ngang ngửa với cả Mac mà. Chính xác. Bạn Lê Giang có hỏi, anh ơi cho em hỏi, máy em được bạn tháo ra vệ sinh xong, bật vẫn lên nhưng mà chạy khoảng 5 phút thì tự động tắt. Bật lại chỉ được 1 phút là tắt. Em để qua đêm thì lại bật được 5 phút xong tắt ạ. Có thể nó lỗi gì được này? Tự vệ sinh này. Tự vệ sinh đấy thì nó có khá nhiều nguyên nhân bạn nhé. Ví dụ như là không cắm quạt này, hoặc là tra keo tản nhiệt không đúng này, hoặc là vít những cái ốc mà chỗ phần tiếp xúc giữa CPU và GPU nó chưa đủ khít thì nó sẽ bị ngắt như thế. Hoặc là có trường hợp nó bị cong main,
khi mà chúng ta tháo ra chúng ta không vậy. Cái này thì bạn cứ đem lên cơ sở nào gần nhất chỗ bạn ở hoặc là cơ sở nào chuyên nghiệp nhất để người ta kiểm tra lại cho bạn. Nhờ kiểu kỹ sư gia đình mà nhờ là làm thôi. Bạn Vinh Bùi, shop ơi, máy em chạy thêm phần mềm, cài thêm phần mềm vào thì bị đơ, sau đó màn hình xanh lè. Em đã cài lại phần mềm nhưng mà không được ạ, giúp em với. Cài thêm phần mềm thì bị xanh lè. Thế thì khả năng là nó bị sung phần mềm. Bây giờ đầu tiên là bạn loại bỏ là gỡ cái phần mềm bạn mới cài. Hoặc là ví dụ bạn đang dùng mà bị xanh lè màn hình mà cài đi cài lại không được thì chúng ta cứ cài lại Win đầu tiên. Nếu mà cài Win không được thì chúng ta mới kiểm tra đến phần cứng bạn nhé. Có thể là do RAM, HDD hoặc là Vega. Đấy, là ba những cái lỗi đấy nó liên quan. Bạn Thanh Nhàn có hỏi, laptop của em đang dùng là Q408UG, chạy một vài phần mềm cơ bản, sao nó nóng thế ạ? Em xem thông số RAM và CPU thì nó ngốn gần hết. Vậy là đấy nó có phải một lỗi không ạ? Q408 ấy thì bên mình cũng phân phối ra rất là nhiều, thì cũng rất là nhiều anh em cũng có phản hồi lại là tại sao nó lại chạy nóng. Thực ra cái Q408 ấy nó đi kèm cái phần mềm Win bản quyền của máy và nó sẽ đi kèm rất nhiều cái phần mềm của Asus. Mà những cái phần mềm này khi mà chúng ta sử dụng nó sẽ chạy ảo rất là nhiều, cho nên nó sẽ ngốn RAM, ngốn CPU. Bình thường chúng ta dùng nhẹ nhưng mà CPU và RAM nó ngốn gần là hết rồi thì nó sẽ chạy rất là nóng. Nhiều người sờ lên cái phần tản nhiệt ở trên vỏ nhôm ấy, bởi vì máy đấy nó toàn bộ nhôm mà nó sẽ tản nhiệt ra phần vỏ, thế và nó rất là nóng. Thì để khắc phục cái lỗi này thì chúng ta có thể, các bạn có thể chuyển sang cài cái bản Win Crack, nó rất là nhẹ và rất nhiều người đã chuyển sang cái bản Crack thì thấy là nó chạy rất là mát, rất là lạnh. Để nếu mà bạn thấy khó chịu thì chúng ta có thể chuyển sang bản Win Crack, nó cũng không khác gì cái bản Win bản quyền mới đâu. Theo em thì em nghĩ là cái Win Crack ra thực chất nó mình chỉ đang gọi là mình dùng trộn trộn thôi. Nhưng mà nó không khác gì với Win bản quyền đúng không ạ? Đơn giản ra cái vấn đề ở đây là nhà sản xuất là Asus đã cài thêm rất nhiều phần mềm của họ chạy ngầm vào chứ không phải là cái Win đấy nó nặng. Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến kết cấu của máy đâu nhá. Ví dụ như là trừ những trường hợp nào ví dụ bạn chạy nóng quá mà nó khiến đến lỗi phải sập máy hay là bị xanh màn hình thì đấy mới là nguy hiểm. Còn nếu mà nó dùng bình thường thì chúng ta cứ để bình thường dùng thôi. Nhưng mà rất nhiều bạn sót, nhiều bạn sẽ rất sót đấy. Sợ mà cứ sợ nó nóng như thế thì nó nóng thì tầm trên 70 độ thôi thì nó nói chung là vẫn chấp nhận được. Vâng, câu hỏi của bạn Thanh Nhàn đã kết thúc số hỏi đáp thứ 16 cùng đúng laptop. Các bạn có vấn đề gì thắc mắc hay là có những câu hỏi gì mà cần giải đáp gấp ấy, các bạn có thể liên hệ ngay đến hotline của đúng laptop hoặc để lại bình luận ngay dưới comment của video này. Cũng có thể nhắn tin qua fanpage đúng laptop để anh đúng có thể giải đáp nhanh nhất có thể nhé. Bây giờ chúng mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở số sau. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở số sau. Xin chào. Xin chào.